Vậy thì hôm nay cô sẽ dạy cho các em thêm một mẫu câu nữa, đó là mẫu câu thích làm gì đó nhé. Dạ. Nếu mà các em nhớ mẫu câu này thì sẽ rất là tiện lợi. Hồi bên Nhật cô cũng hay sử dụng mẫu câu này. An san. Hai. Vietnam de ninki no aru sports wa nan desu ka? Soccer desu. An san mo suki desu ka? Hai, daisuki desu yo. へえ、すごいですね。アンさん、サッカーできるんですね。いいえ、違います。私はサッカーを見るのが好きなんです。ああ、そうですよね。trong phần này chúng ta sẽ học về mẫu câu là することが好きです。chúng ta sẽ danh từ hóa động từ bằng cách là động từ nguyên thể hay còn gọi là động từ thể ở thể từ điển cộng với こと。Thì lưu ý ở đây một chút là trong bài tuần này thì chúng ta có học là danh từ cộng với ga suki desu. Thì verb mà thể từ điển này cộng với koto thì nó cũng sẽ trở thành là danh từ. Mẫu câu thích làm cái gì đó thì chúng ta sẽ có là verb, tức là động từ ở thể từ điển cộng với koto ga suki desu. Suru koto ga suki desu. Ví dụ là việc chơi đá bóng chẳng hạn. サッカーをする là chơi đá bóng, là động từ. Bây giờ chúng ta cộng với koto là サッカーをすること. サッカーをすること. Thì cái cụm này nó sẽ trở thành cụm danh từ. サッカーをする là động từ, chơi bóng đá. Chúng ta muốn danh từ hóa cái động từ này thì sẽ cộng thêm koto ở đằng sau, sẽ thành là サッカーをすること. サッカーをすること. Và bây giờ chúng ta lấy ví dụ này. 私はサッカーをすることが好きです. 私はサッカーをすることが好きです. Là tôi thích việc chơi đá bóng. Một ví dụ khác này. サッカーを見る là xem bóng đá. Đây là động từ. Thì chúng ta cộng thêm koto ở đằng sau thì sẽ trở thành danh từ là サッカーを見ること là việc xem bóng đá. Thì bây giờ chúng ta muốn nói là thích xem bóng đá thì sẽ là 私はサッカーを見ることが好きです. 私はサッカーを見ることが好きです. Được chưa? Rồi ạ. Dạ rồi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập nhé. Dạ. Rồi, bây giờ cô giới thiệu từ mới một chút nhé. Dạ. Nấu ăn thì sẽ là 料理をする. Điều đi. Đây là động từ nha. Điều đi o suru. 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 Hát nè. Uta o utau. Uta o utau. Là hát. Hai cái này mình học rồi. Động từ nha. Ừ. Đúng rồi, cái này mình học rồi. Đúng rồi. Chúng ta ôn lại thôi. Dạ. Vậy thì bây giờ các em sẽ đổi những cái động từ này chuyển hóa thành danh từ và sau đấy thì ứng dụng vào cái câu là thích làm cái gì đấy nhá. Dạ. Dạ. Bây giờ em thích nấu ăn đi. Rồi bây giờ Yến nói trước nhá. Hey, watashi wa yori o suru koto ga suki desu. Rồi tiếp theo đến lượt Khánh nhá. Dạ. Bây giờ em sẽ thích hát luôn cô. Đúng rồi. Hey, watashi wa uta o utau koto ga suki desu. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ Yến và Khánh đổi vé cho nhau nhé. Dạ. Rồi, bây giờ Khánh nói trước. Khánh thích nấu ăn. Nấu ăn, dạ rồi. Hey, watashi wa ryori wo suru koto ga suki desu. Đúng rồi. Hey, watashi wa uta o utau koto ga suki desu. Đúng rồi. Vậy thì hai em đã hiểu bài chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Tuần này thì các em đã học mà nhiều mẫu câu liên quan đến cách nói sở thích của mình rồi đúng không nhỉ? Các em đã nhớ hết chưa? Dạ nhớ rồi ạ. Bây giờ cô sẽ ôn lại cho các em để nắm rõ kiến thức hơn nữa nhé. Dạ. Bài học vừa rồi thật thú vị và hữu ích phải không? Tiếp theo đây, hãy để cô giáo Hoàng Anh giúp bạn củng cố lại những kiến thức đã học nha. Khi
mà muốn truyền đạt là bản thân mình thích cái gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu như sau: chủ ngữ cộng với danh từ chỉ sự vật, sự việc mà mình thích cộng với ga suki desu. Thứ nhất là sẽ có mẫu câu là watashi wa cộng với danh từ cộng với ga suki desu. Trong đó watashi wa là chủ ngữ, là tôi thích cái gì đấy. Ví dụ, watashi wa kohii ga suki desu là tôi thích cà phê. Watashi wa kohii ga suki desu. Hoặc là watashi wa eiga ga suki desu. Watashi wa eiga ga suki desu là tôi thích xem phim điện ảnh. Tôi thích phim điện ảnh. Ngoài ra khi mà chúng ta muốn chỉ là tôi cũng thích cái gì đó để thể hiện sự đồng tình với ai đó về sở thích thì chúng ta có thể sử dụng mẫu câu là watashi cộng với mo và danh từ cộng với ga suki desu. Thì các em có thể thay từ wa thành từ mo. Mo là cũng. Thì sẽ có câu là watashi mo cộng với danh từ chỉ sự vật sự việc cộng với cả ga suki desu. Khi mà chúng ta muốn nói là rất thích cái gì đó thì chúng ta có thể sử dụng mẫu câu là watashi wa cộng với danh từ chỉ sự vật sự việc mà mình thích cộng với ga daisuki desu. Các em sẽ sử dụng là daisuki. Khi mà sử dụng mẫu câu là daisuki thì chúng ta cũng sẽ sử dụng tương tự như suki. Watashi wa cộng với danh từ chỉ sự vật sự việc mà mình thích cộng với ga daisuki desu. Ngoài ra trong câu phủ định nếu mà chúng ta muốn nói là không thích cái gì, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu là danh từ chỉ sự vật sự việc mà mình không thích cộng với ga suki dewa arimasen. Hoặc là chúng ta có thể thêm amari suki dewa arimasen là chỉ là không thích lắm. Sử dụng mẫu câu là watashi wa danh từ chỉ sự vật sự việc mà mình không thích cộng với ga suki dewa arimasen. Khi mà chúng ta muốn so sánh là thích cái gì hơn cái gì thì chúng ta có thể sử dụng mẫu câu như sau. Khi mà chúng ta muốn hỏi, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu là danh từ thứ nhất, to, danh từ thứ hai, dewa, dochira ga suki desu ka? Danh từ thứ nhất, to, danh từ thứ hai, dewa, dochira ga suki desu ka? Hỏi là bạn thích cái nào hơn thì sẽ có mẫu câu là danh từ thứ nhất, to, danh từ thứ hai, dewa, dochira ga? Cộng với cả tính từ thì cụ thể ở đây là chúng ta đang nói về thích thì sẽ là suki và thêm là desu ka sẽ là câu hỏi. Là danh từ thứ nhất này, to là và. Danh từ thứ hai, dewa dochira ga suki desu ka? Ví dụ, matcha to kohi dewa dochira ga suki desu ka? Matcha to kohi dewa dochira ga suki desu ka? Có nghĩa là matcha và cà phê bạn thích bên nào hơn? Còn khi mà trả lời chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng danh từ thứ nhất yori danh từ thứ hai no ho ga suki desu. Thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nói là cái điều mà mình thích hơn nó phải thể hiện là ở cái danh từ thứ hai chứ không phải là danh từ thứ nhất. Cái này nó khác với tiếng Việt một chút nên là lưu ý. Ví dụ nếu mà chúng ta muốn nói là thích cà phê hơn là matcha thì chúng ta sẽ nói matcha yori kohii no hou ga suki desu. Hoặc là nếu mà đầy đủ câu có chủ ngữ sẽ là watashi wa matcha yori kohii no hou ga suki desu. Có nghĩa là tôi thích cà phê hơn matcha. Ví dụ khác là mùa xuân với mùa hè bạn thích bên nào hơn thì chúng ta sẽ có là haru to natsu de wa dochira no hou ga suki desu ka? Thì khi trả lời ví dụ như là tôi thích mùa hè hơn mùa xuân chẳng hạn, chúng ta sẽ trả lời là haru yori natsu no hou ga suki desu. Haru yori natsu no hou ga suki desu. Còn nếu mà chúng ta muốn nói đầy đủ có thể thêm là watashi wa ở đằng trước. Watashi wa haru yori natsu no hou ga suki desu. Khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta thích cái gì nhất thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu ga ichiban suki desu. Danh từ cộng với ga ichiban suki desu. Danh từ cộng với ga cộng với ichiban cộng với tính từ thì cụ thể ở đây là chúng ta đang học là thích thì sẽ là sử dụng là suki. Thì sẽ có nghĩa là thích cái gì nhất. Và cuối cùng là chúng ta thêm desu để hoàn thành câu. Ga ichiban suki desu.
Danh từ cộng với が一番好きです。Ví dụ như muốn nói là tôi thích cà phê nhất thì chúng ta sẽ nói là 私はコーヒーが一番好きです。私はコーヒーが一番好きです。Nếu chúng ta muốn hỏi là bạn thích cái gì nhất, chúng ta có thể sử dụng mẫu câu là 何が一番好きですか?何が一番好きですか? Nếu chúng ta muốn nói trong nhiều thứ thì bạn thích cái gì, chúng ta sẽ thêm câu là の中では thì có nghĩa là trong những thứ này thì bạn thích cái gì nhất. Ví dụ là 食べ物の中では何が一番好きですか? Có nghĩa là trong thức ăn thì bạn thích ăn cái gì nhất? 食べ物の中では何が一番好きですか? Đến đây các em đã nhớ hết chưa? Dạ nhớ. Dạ nhớ. Rồi về nhà chúng ta ôn tập thêm nhá. Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Những điểm ngữ pháp vừa rồi không hề phức tạp chút nào phải không? Các bạn hãy nhớ ôn tập thật kỹ và đừng quên đón xem bài học tiếp theo phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTC8 View TV. Xin chào và hẹn gặp lại.